cho cả nhà anh kênh Lâm Phạm Thị Giang, chúc cả nhà ngày mới được nhiều sức khỏe. Hiện tại mình đang ở xã Phú Điền, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Hôm nay cùng với anh Tính, anh Cường và nhóm điện lực huyện Tháp 10 đến quay cưa cây. Thì trước mắt mình là cây gáo này rất là cao, sát bên ngôi miếu. Trên có nhiều đường dây điện, vì hôm nay nhóm cưa phát quang những cây gần đường dây điện. Cây gáo này nằm cặp mé sông. Xin mời cả nhà cùng theo dõi. Anh Tính sẽ leo lên cưa cây gáo này như thế nào nha. Đấy, anh Tính và anh Cường cũng đã thắp hương cúng sinh tại ngôi miếu, cưa được suôn sẻ. Sao cây mai này? Được biết người dân địa phương đó là cây gáo này cũng có nhiều thợ cưa đến để nhận cưa, nhưng mà cưa không được vì lý do là gần ngôi miếu, hai là cây gáo bị bọng, ba là ở trên có quá nhiều đường dây điện. Gáo này đang có trái. Đây giờ trước khi đeo cưa cây gáo, anh Tính cũng đã thắp hương cúng sinh. Không gì mới đi dễ làm. Nghe nói cây gáo này bị bọng luôn. Bỏ qua đây là bên dưới là anh Cường sẽ hỗ trợ thôi cho anh Tính và đội điện lực nữa. Kéo dọn dẹp những cái nhánh ra ngoài ở trên. Mà chừng có chốt vỏ không có đại. Không thấy rồi anh, kiểm tra hết rồi vậy. Nhà này đi mới chứ không phải về cũ rồi. Nhà này đi mới rồi. Thấy không? Ở sao nhà đông không anh Cường?
Hay quá. Chuyên nghiệp.
Coi chừng mấy mình bông kế bên nha. Chọn rồi xuống dưới đúp dưới mấy kia cho mấy cái đó mẹ hết rồi. Cái bông đó nó thảy với cái hộp đó. Đưa rồi nó thảy lên. Ơi, nhánh nó nữa rồi anh tỉa cho anh bên mé này đi rồi cho nó ướp ra luôn được không? Ướp thì xong luôn. Cắt đọt luôn mà. Ừ, thì cho nó ướp ra luôn. Cái nhánh này mới được. Cắt nhánh bự này mới được, có 20 cái kia tỉa được. Thì cắt nhánh nó xong đi. Ngang cái xung cái cho nó xong. Cho nằm đại đó luôn. Cắt chừa lại khúc chừng thước, thước mấy cũng được đó. Rồi thì cũng đứng nó làm luôn đi hiểu. Ngang nó rút ngang nó cái cho nó chấm nó. Rồi chịu tay thôi. Bên kia nhiều nhánh lắm mà nặng mà. Thank you.
dây đừng đó luôn. Chúng ta hãy lên có gì dưới thì lên. Dạ dưới rồi bấm nhỏ xuống toàn toàn hay đó rồi dẹp ra. Ok rồi, hết chén rồi. Đây, dục vào giữa xong ngủ. Lấy cho mau ạ. Để
xong rồi ghe chợ ghe chạy ngang phải dính gì dịch luôn á, chứ không phải chơi đâu. Sao mà có bắt về đâu? Đầu với mắt.
nghe mà không kể bắt về ngâm rượu gì mà thiệt tình luôn á, chứ không có chơi mày đâu, nói rồi có đó. Cồng ngay chỗ ta nói mày nghe mày biết nè, là cái đám cồng ngay chỗ cái kinh bốn thước mà đi xuống á, hiểu cái đám cồng ngay chỗ cái kinh bốn thước tôi nói mỗi lần đi cưa nghe nó có gắn trong này nè, đẻ này gắn đẻ cái bộ lỗ bọng bọng á, chỗ cây đây có nói nó gắn gì thôi đâu à, gắn nó nằm đâu cái thuốc kinh hết á. Hành tính cũng đã hoàn thành xong cái gáo à, mình cũng xin kết thúc video tại đây, tạm biệt cả nhà, hẹn cả nhà những video mới tiếp theo nha.